Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách mình cắt kiểu tóc short wig và mình sẽ tato hình chiếc lá 3D nhé. Muốn cạo được hình 3D, đầu tiên mọi người sẽ đi khung qua nhé. Để mình cạo hình trước, rồi mình mới cắt, chứ không phải là mình cắt xong hết rồi mình mới cạo. Thì lúc đấy sẽ không còn tóc để mà cạo 3D đâu mọi người nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ đi khung trước. Mình sẽ đi khung bằng con cữ số 2 mọi người nhé. Mình đi bằng con Negan và cữ số 2. Cái đầu mà cắt short wig ấy, thì mọi người không nên cắt phần này cao mà trắng lên quá nhé. Phần sai mọi người cứ cắt hơi noe noe nhẹ là thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, đi số 2 này. Em hơi cử đồng nhất thế. Cứ đi thoải mái toàn ạ, nó chống rung mà. Ok. Vậy là mình đi cái thành số 2 xong nhé. Bây giờ em quay ở đằng trước này này. Quay ở đằng trước nhé. Để quay mặt về đằng ấy này này. Để mọi người nhìn cái phần thành nhé. Đấy. Coi như là mình đã đi xong phần thành nhé. Mình đi xong ở phần side đây này. Mọi người sẽ cắt vếch nhẹ ra như vậy nhé. Còn phần dưới này bây giờ bắt đầu mình sẽ đi cữ tiếp theo. Mình sẽ đi cữ 1/2 mọi người nhé. Sau khi đi cữ 1/2 này xong, bắt đầu mình sẽ tato. Cữ 1/2 mọi người nhé. Nãy là phần thành là mình đi ở khoảng này đúng không ạ? Phần cữ 1/2 mình sẽ đi ngắn thôi, đi thấp hơn. Dự định của mình ấy là mình đang định tato hình chiếc lá đằng sau gáy. Phần mai này mình sẽ cắt kiểu fade drop nhé, drop. Thì mọi có ai chưa biết về fade kiểu drop chưa? Nó là tạo viền đen ở phần mép mai, xung quanh thì cắt cao cắt trắng lên, thì có thể là mid fade hay high fade đều được. Nhưng mà phần mép mai phải là đen thì nó là drop fade. Ok, vậy là mình đã đi cái cữ 1/2 xong nhé. Bây giờ bắt đầu vào tato thôi. Như mình vừa đã nói là mình sẽ làm đen viền ở phần drop này nhé. Thì bây giờ mình sẽ bấm đường đấy. Mọi người thấy này, cái phần tóc này trước đây của bạn thợ nhà mình vào hơi sâu rồi đúng không ạ? Phần này bị vào hơi bị sâu rồi. Thôi bây giờ bắt buộc mình phải theo thôi. Vì cái vết cạo này mới được vài hôm thôi. Chứ đúng ra là mọi người sẽ không vào sâu thế nhá. Vào sâu vậy thì 1-2 ngày khách nó sẽ bị mọc ra nở trở nhìn rất là xấu. Đây như mọi người thấy này, cái trong này nó còn chưa mọc lại tóc được, nên là mọi người xem thông cảm nhá. Cái này là tóc chưa mọc lại được.
Mình sẽ bấm vào phần mic này luôn. Tại sao lại bấm phần mic này trước ạ? Mình bấm trước để quyết định giữ lại cái độ xanh. Phần mép này mình sẽ để xanh như vậy ạ. Nếu mà mọi người cắt xong rồi mới bấm ấy, nếu mà bạn nào mà kỹ thuật tốt giữ được phần đấy đen ấy thì là tốt, còn nếu không thì nó hay bị kiểu là bị trắng lên ấy. Nó mất cái đường đen ấy đi. Để mọi người thấy phần này vào sâu quá. Thôi có gì dùng đấy nhá. Bị vào bị sâu quá rồi. Cái nếp cũ vẫn chưa mọc lên được. Ok. Tiếp theo bây giờ đến phần gáy mình tato chiếc lá nhé. Đấy. Đầu tiên mình bấm một đường này mọi người nhé. Đây là cái cuống lá nhé. Đấy, mình vòng lên để vẽ cái bên trên này. Mép lá bên trên này. Muốn tato những cái này tốt ấy, mọi người nên dùng một con detailer như này, hoặc là một con như này. Detailer hoặc là dùng một con Andit. Nhưng mà nếu mà để lựa chọn một trong hai con thì mọi người nên dùng con detailer này. Nó đầm hơn, khỏe hơn. Con Andit này thì nó theo về các nét tato bé, tinh xảo bé nhá mọi người nhá. Nó thì nó yếu hơn, nhưng mà nó lại tato các đường nét bé lại tốt hơn. Ok chị ạ. Tiếp theo nhá, mình lại vẽ một cái cuống ở bên dưới này mọi người nhá. Cái đường bên dưới này nó tạo thành cuống này. Cái cuống của lá nhá. Ok, bây giờ mọi người bắt đầu đi cho mình ở phần này. Đây là phần bên dưới đấy, phần bên dưới của lá nhá. Mình đang đi khung trước. Đi khung của chiếc lá trước. Thì cái khung này tùy mọi người thích kiểu là mình đi chiếc lá to hay là bé thì mình vẽ rộng ra. Ví dụ mà vẽ rộng ở cái phần khung của lá này ý, thì nó phải ăn đều theo cái phần cuống này nhá. Mọi người mà chiếc lá bé mà cái cuống to quá thì nhìn nó hơi buồn cười, nhìn nó hơi lệch. Phần này mình sẽ quay lại đi ngược cho dễ mọi người nhé. Đi ngược tông nó dễ hơn. Đi ngược tông này. Đấy. Đây, kể từ em quay cái cảnh em đi ngược nhé. Mình đi ngược lại để cho nó nét hơn mọi người nhé. Đi để nét luôn. Tí khi mà mọi người dùng dao nam cạo ấy, là mọi người... Có nhiều người là hơi sai lầm một chút nhá. Khi mà mình đã dùng những con tông này để bấm ấy, thì khi mà tí cạo lại ấy, là chỉ cạo ở cái phần bên trong, cái phần tóc con này thôi, chứ không được mà cạo to ra hay là cạo nét hình ra. Hay là lúc đấy với là bắt đầu bấm hung hình bằng những cái con dao cạo, nó dễ bị rách ra. Với cái thứ hai nó hay bị vỡ hình. Nên là con tông đơ này bấm ấy, nó sẽ quyết định luôn cái hình đấy to hay bé như nào. Rồi tí chỉ cạo sạch ở phần bên trong thôi. Ví dụ là nó cũng sẽ quyết định là cái đường nét của cái hình này nó như thế. Tí chỉ làm sọc bên trong thôi. Khi mà đã các bạn đã dùng những con tông đơ này bấm ấy, thì đừng rón rén là bấm nhá, nực quá. Những con này ấy, khi mà mua về hay nắp, mọi người sẽ thử vào tay này. Không đau đúng không? Thì mình cũng dí vào đầu khách thoải mái như vậy. Đừng dí mạnh quá, nhưng mà mọi người cũng phải có một chút nực thì nó mới đứt tóc tốt được và làm nó thật tay được, chứ đừng rón rén. Làm rón rén là hay bị nét hình vỡ hình lắm. Ok rồi ạ. Mình đã đi cái phần viền của cái hình xong nhá. Bắt đầu từ cái cuống lá này này, mình sẽ ấy một cái cuộn ở phần bên trong nhá. Cái lá này mình đi để chế độ vòng thì cái cuộn nó cũng phải vòng theo nhé.
Đấy, phần cuống mọi người không đi sát hẳn vào đây nhé, giữ khoảng cách ra nhé. Thế là coi như mình đi khung gần xong nhé. Tiếp theo bây giờ mình sẽ vẽ, vẽ những cái đường của những cái đường lá nhé. Chiều này ạ, chiều này sang, chiều này sang, chiều này vòng sang, chiều này thì vòng ngược lại. Và mình khuyên mọi người ấy, nếu mà mới tập ấy, thì có thể đi thấp hơn cái hình này của mình một chút xuống, để trường hợp không may cạo hỏng thì mình cắt để cao trắng chân lên được, chứ đừng nên cao quá như này hay nên hạt trên này nhá. Tí nó sẽ thành những cái kiểu đầu rất là ngắn nếu mà trường hợp mình cạo hỏng. Thì mình cứ giữ an toàn, cạo thấp xuống một chút. Lần sau tự tin hơn ở những cái đầu thứ hai, thứ ba thì mình bắt đầu với cạo cao lên. Đấy, tiếp theo là cái cuống lá bên dưới này. Phần đuôi là sau này mình thêm một cái đây nữa rồi thôi được. Nó bé nên mình không cần phải thêm đường ở đây, vì hình này mình cũng tato vừa vừa thôi. Ok, thì bây giờ coi như là đi khung của một chiếc lá xong nhé. Bắt đầu bây giờ mình làm thành 3D của cái chiếc lá này. Chú mượn con của Duy đi. Bây giờ mình sẽ dùng con Scanner để mình đi ba hình 3D nhé. Tí từ. Lúc nãy chúng ta đi khung bằng con cứ 1/2 rồi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp bằng con số 1 này nhé. Đầu tiên cho con cứ số 1 này vào. Mọi người mở lưỡi nhé. Mở lưỡi ra. Khi mà đi để giữ nguyên cái cuống này lại nhé, cuống lá này lại, mà đi lên trên này, nó sẽ có độ trắng mờ dần từ dưới này lên trên cái mép này. Dưới này vậy, đi rất là chậm nhé, đến đúng chiếc cuống là phải dừng lại. Đấy, mình đi nhẹ một chút thôi, chưa gì nó nhìn nó đã khác bọt luôn rồi. Ok, bắt đầu đóng lưỡi nhé, bắt đầu chúng ta đóng lưỡi rồi, cũng đi như vậy. Mỗi lần chúng ta thay cứ này, mình sẽ đi thấp hơn để cho cái mép trên này nó đen dần, nó mờ dần dần xuống. Làm mờ nhẹ một tí. Đợt này đang nghỉ hè rồi, nên là mình sẽ có nhiều cái đầu mẫu của các bạn học sinh hơn. Nên là nếu mà bạn nào thích theo về cái dòng tattoo này ý, thì bấm follow mình nhé. Thì mình sẽ chia sẻ rất nhiều về các cái hình tattoo chi tiết nhất, cách để cạo chi tiết nhất. Này, mọi người hất tay lên nhé. Mình đang mở lưỡi con cứ 1/2 đấy ạ. 1/2. À nhầm, cứ số 1/2 chứ. Nó bị mờ đúng không Toàn? Có thể là em lấy gần quá, em lấy gần quá, em phải xa thôi.
Mọi người bắt đầu thấy nó bắt đầu 3D hơn rồi đúng không ạ? Đang bắt đầu có hiệu ứng rồi đấy. Tiếp theo là mình đóng lưỡi con 1/2 nhé. Nãy là mở lưỡi đúng không? Bây giờ là đóng lưỡi này. Đóng lưỡi. Mình để ý rồi nhá. Về cái dòng cạo 3D này này. Mới đầu ai cũng thích cứ cho trắng vào. Nhưng mà thực ra mọi người mới tập cạo mà để ý xem, cứ khoảng 2 ngày sau cái hình nó mới đẹp được. Hoặc 1 ngày sau. Nên là khi mà cạo ấy, đừng cho những cái đường 3D nhìn nó kiểu nó trắng quá. Nó hơi kiểu xanh xanh ra như cái kiểu mà tóc được một hôm ấy. Một hôm rưỡi. Nhìn nó rất đẹp luôn. Ok chưa? Đấy, mọi người nhìn mình không để trắng quá ấy. Nhìn nó mờ mờ ảo đẹp không? Với đặc biệt những cái người mà mới cạo ấy, để cái kiểu như mờ mờ ảo ảo như này nó sẽ đẹp hơn là cho trắng hẳn lên. Khi mà các bạn đẩy cao mà trắng hết cái phần này lên nhá, nó sẽ dễ là chỗ chỉ còn đen mỗi cái mép này này. Tại vì tay của các bạn khi đặt tông vào nó bị run tay rồi, nó hay bị quá lên, nên là xanh xanh thôi. Ok, thì về phần cạo nhá. Đây, mình đang check lại điện thoại để mình xem một số cái nỗi đây. Mọi người ấy, nếu mà trong cái trường hợp cạo ấy mà không có bạn thợ nào quay mang rồi để nhìn máy ảnh luôn như mình đây này. Hiện tại mình đang nhìn qua máy ảnh nhá. Còn nếu các bạn nào không ấy thì sẽ quay qua gương như này. Em quay lên gương nhá. Đấy, khi mà quay vào gương em quay lại trong này này. Mọi người có nhìn thấy ở gương không ạ? Đấy, thì có thể là mọi người vừa này nhìn cái tông mình để đây nhá, vừa tato nhá, vừa nhìn gương thì sẽ ok. Kể cả về fade mọi người cũng nhìn qua gương như vậy nó mới chuẩn được. Ok, thì bây giờ tiếp theo là mình sẽ phết cái đầu này nhá. Mình cắt cái kiểu đầu này, mình cắt softwick mà, bắt đầu mình cắt nhá. Về cái cắt này ấy, thì có nhiều bạn là sẽ đẩy một phát trắng đi hẳn lên đây luôn. Ok, thì tùy mỗi người một kiểu nhé. Còn mình thì mình thích cho hiệu ứng mở dần lên đến trên đấy, thì nhìn cái hình nó sẽ nét hơn. Chứ nếu mà ủ trắng hết lên thì cảm giác nó hơi khấc, đầu nó hơi khấc một chút. Mình đang ủi bằng con NT nhé. Con NT do nạc, con ủi chân, trắng chân. Con này bấm viền và bấm hình cũng vẫn ok mọi người nhé. Giá của nó chỉ có 550 thôi. Mà bấm hình hay là ủi trắng hay là bấm viền rất là ok. Ok. Bây giờ mình sẽ muốn nó trắng phần dưới đấy hơn một chút. Mình muốn trắng ở phần này hơn một chút. Mình sẽ dùng thêm con cạo khô của One nhé. Tiện đây mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách mà dùng con One cạo khô One này luôn.
mà nó không bị cái ngấn nhé. Mọi người nào không quen khi mới bắt đầu dùng có thể hay bị ngấn đúng không ạ? Bây giờ mọi người sẽ úp xuống như này cho mình. Đi một đường nhá. Xong tạo một cái đường G này song song với cái viền mà mình vừa bấm này. Đây. Mọi người đi chậm đi nhá, từ từ để cho nó kịp ăn tóc. Hơi lùi ra một tí nhá, bị vướng anh ạ. Được rồi. Đấy, mình đang tạo một cái G đây này. Mình đang tạo một cái G đây. Đây, mình tạo một G. Sau đấy mình dùng con... Mình lại xoay chiều. Lúc nãy là mình ủi như này đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ xoay chiều này để mình chuốt xuống. Khi chuốt này, mọi người làm từng động tác một này. Chuốt xuống này. Rồi nhấc lên, chuốt xuống. Chứ không được ngược lên nhé. Nhấc xuống rồi ngược lên này. Đây, mọi người nhìn nhá. Chuốt xuống này. Chuốt xuống. Đấy, mình chuốt xuống này. Mình chuốt xuống nhá. Như mọi người xem là hết G luôn ạ. Đến phần này thì mình bắt đầu lại tạo G. Mình tạo G. Rồi bắt đầu mình lại ủ. Này, tạo G lên này. Này, chuốt này. Chuốt để phá G nào. Tại làm sao mọi người phải để đen đen ở phần bên trên này một chút ạ. Nếu mà mọi người mà ủi một phát trắng hẳn lên trên ý, thì tí nó sẽ bị khớp so với cái con center đóng kịch lưỡi. Nên là mọi người phải có một chút xanh. Chút xanh đấy là chút xanh của cái con NT, con bấm viền lúc nãy mình để lại đấy. Em lùi ra một tí, anh đứng vướng nó, anh không làm được. Mình đang mở lưỡi con center mọi người nhá. Mở lưỡi center. Mình đang đi để tạo một cái đường G này nhá. Ok, sau khi mà đi cái mở lưỡi xong mình sẽ đóng lưỡi nhá. Mình phá cái đường G này luôn. Khi mà mọi người phá ấy, là mọi người chỉ đi đến đúng cái đường G đấy thôi. Nên hơn một tí xíu thôi. Không được đẩy hẳn lên trên này nhá. Khi mà đẩy hết lên trên nó sẽ mất hiệu ứng chạy mờ dần đấy. Cái phần này cực kỳ quan trọng nhá. Để mọi người đi chậm tay thôi. Chỉ đấy, đến đúng cái phần đấy thì phá thôi. Chỉ nó sẽ có hiệu ứng chạy mờ dần được. Nó đỡ bị dồn cứ. Mọi người nên cao quá là nó sẽ dồn hết các cứ lại. Là nó sẽ hiệu. Nhìn bên ngoài thì nó sẽ đẹp, nhưng khi chụp vào ảnh nó sẽ không có hiệu ứng mờ dần nhé. Nhìn bằng mắt thường thì đẹp, nhưng mà khi chụp ảnh lên hoặc là khi quay vào gương chúng ta nhìn sẽ thấy nó khớp. Đi chậm thôi thế. Này cái đường G đấy. Mọi người chỉ đi đúng lên đấy thôi này. Để phá thôi này. Ok. Tiếp theo mọi người đi cứ 1/2 mở lưỡi nhé. Thank you.
Ok, mình đã đi vừa đi mở lưỡi xong nhé. Bây giờ mình sẽ đọc lưỡi. Con center rồi nè. Đóng lưỡi này. Đây, mọi người quay về đây nhìn nhé. Ở chỗ này là đường viền này đen khá đẹp rồi đúng không? Bây giờ mình phải chỉ phá mỗi cái gờ chỗ này một chút xíu nữa thôi là xong. Xong ở phần bên dưới của nhá, của tato nhá. Rồi mình cắt hai bên mai và cắt trên top là ok. Cái này đấy mọi người cũng đi thấp đúng như mình này thì nó vẫn còn cái hiệu ứng đen mờ dần đây, chứ mọi người đẩy hẳn lên trên thì nó mất màu đấy. Đấy, mình đi thấp rồi. Ok. Vậy là ở hai cái bên, ở phần bên dưới này là mình đã xong rồi nhá. Bây giờ mình bắt đầu sẽ phết cái phần hai bên mai. Mình mở lưỡi vừa mở lưỡi xong nhé, bây giờ đóng lưỡi luôn này, đi cho được bên này luôn, chỉ còn mỗi hai bên mai nữa là xong rồi. Ok, đây mọi người xem được tương đối rồi nhá, tí cần thì nhặt màu này nữa thôi. Ok. Bị ngược sáng không? Được. Con này nó cân bằng sáng tốt nhỉ? Nó không cháy anh. Mở lưỡi nhé, mình đang mở lưỡi. Rồi mình đóng lưỡi luôn. Đấy, như mọi người thấy nhé, cái phần mép mai của mình đây đen đẹp chưa? Tí mình cạo ở nơi nét luôn. Ở cái phần thành này nhá thì mọi người nhìn nó hơi nập chởm một chút đúng không, mình sẽ làm lướt qua. Làm lướt qua rồi đến phần bên này em đứng về đây nhá để nhìn ngang là nó sẽ tia dễ hơn. Ok. Mình sẽ thả phần trên top xuống. Mọi người xịt nước này. Xịt làm ẩm đều đi nhá. Thì nó ẩm đều tóc đi. Với cái kiểu tóc này ấy, thì đầu tiên ấy, là mình sẽ bấm một chút khung tóc này ở phần mái này, quyết định cái độ dài của phần mái. Bấm một chút, tầm này đang là đẹp, vừa xinh luôn. Mình bấm lên một chút thôi.
Bấm khung trước nhé. Ok. Sau đấy tiếp theo là các bạn sẽ cắt cho mình cái đường. Đường ở đây. Đường hai bên mai đấy. Đây, em cho sang đây nhé. Cho sang đây. Đấy. Thì tùy, có thể có nhiều bạn thích gờ nhiều ra nhé. Đấy là với những người hay vuốt được sáp. Còn nếu mà không thì mọi người có thể là bấm bằng cái này đi, kẹp này xuống nhé, bấm bằng đi. Còn như bạn này là thợ nhà mình nên là mình hay vuốt được sáp, nên mình sẽ để thừa nhưng mà một chút thôi, không nhiều quá như này. Thế mình để một thừa một chút này. Thế mình cũng cho bên này xuống để xem có sợi nào thừa nữa. Thì phần trên này là đẹp luôn rồi này. Phần trên này kéo xuống nó bằng theo cái nếp. Nếp vừa mình vừa cắt đúng không ạ? Không phải cắt gì, ok. Phần là sau gáy này, mọi người sẽ kéo nhé. Sợi nào thừa so với cái khung số 2 lúc nãy mình đi ấy, thì mình bấm nó đi. Đấy, phần bên này. Phần bên này của mình hơi ít nước nhé. Mình sẽ phải xịt vào. Phần bên này này. Phần bên này thì nãy ở bên kia đã bấm từ trên xuống. Phần bên này sẽ bấm từ dưới lên. Đấy, mình lướt qua lại một chút. Rồi, kéo phần trên này xuống. Phần trên này thì cũng ok rồi đấy. Rồi, bước tiếp theo là bắt đầu cắt phần trên đỉnh. Nãy là mình cắt quyết định cái phần viền nhé. Trên đỉnh các bạn chia cho này như này cho mình. Chia thẳng hàng ra nhé. Chia thẳng hàng ra. Đấy, để phần đấy lại tí cắt. Chia phần này tiếp theo. Mình sẽ lấy một đoạn giữa nhé. Với cái kiểu cắt short wick này, chúng ta sẽ đi từ phần trên này xuống nhé. Lấy điểm chuẩn từ trên này xuống. Xong bắt đầu cắt xuống dưới này này, để cho phần mái dài hơn. Còn nếu mà mọi người bấm từ dưới này lên ý, thì phần mái sẽ bị ngắn. Mọi người hiểu không ạ? Cái độ giật tầng đấy ạ. Thì mình cắt từ trên này xuống thì phần mái sẽ dài, nó sẽ được đẹp. Dài dần đấy. Khi mà các bạn mà cắt kiểu short wick nhé, kéo thẳng lên, phần mái này cũng kéo thẳng lên. Như này là đang bị hụt là mái đấy ạ. Các bạn nhìn hụt mái đấy ạ. Khi mà các bạn phải kéo hẳn lên trên này, cắt vuông góc này, thì phần mái nó theo độ đuổi nó sẽ dài hơn. Như này là các bạn thợ nhà mình cắt đang bị hụt đấy ạ. Đây, bạn cắt đang bị hụt mất một phân ở phần mái, đầu mái này. Thôi không sao. Tiếp theo, đến phần này. Chúng ta sẽ lấy theo cái điểm chuẩn vừa cắt nhé. Cắt đi nửa phân này. Cắt theo điểm chuẩn vừa xong. Cắt theo điểm chuẩn này. Phần mái này nó đang bị hụt ở đây rồi. Đây mọi người nhìn đấy. Nên là kệ nhé, không cắt đến nước. Rồi, kéo theo phần tiếp theo bên này này. Ok. Hello anh. Vâng. Anh có nảy rễ tai hay gì không anh? Này, bảo cung này. Chia lên như này nhé. Cũng như tương tự như bên kia. Chia lên. Phần mái này thì thiếu rồi, không nói rồi. Này, kéo lên này. Ok. Vậy là ok, mình đã cắt xong nhé. Bây giờ sẽ cạo đi và bắt đầu mình sẽ hướng dẫn cho mọi người
cách mà vuốt kiểu tóc short wig này với sản phẩm của bên Jojo. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người về cách sấy kiểu short wig nhé. Với sản phẩm của bên Jojo, đây là dưỡng xịt tạo độ phồng luôn và chống cháy. Với dưỡng xịt này mọi người sẽ xịt vào khi mà tóc hơi ẩm nhé. Đừng xịt vào khi tóc còn ướt vừa gội xong. Mọi người sấy qua một chút cho nó đỡ tốn, nó tốn quá. Như đây, tóc hơi ẩm như này nhé. Và đặc biệt là không xịt vào khi tóc đã khô rồi nhé. Tóc khô rồi thì nó rất là rít, khó sấy lắm. Về cái kiểu short wig này ấy, đầu tiên mọi người sẽ sấy trước cho mình cái phần mái nhé. Duy quay lại đây hộ chú nhé. Đây, xoay vào đây. Phần mái nhé. À, lưu ý một chút là đang bị ẩm trong chân tóc. Mọi người mà sấy bằng cái nược này luôn là dễ bị bọc đấy. Sấy qua một chút đi đã. Đừng sấy khô hẳn nhá. Mọi người đừng sấy khô hẳn, sấy qua thôi. Ok chị ạ, bây giờ bắt đầu nhờ khách ngửa lên này. Mọi người cho cái này, nùa nược vào này. Nùa nược theo chiều này nhé, rồi bắt đầu ngược này lên rồi máy sấy đánh lên nhé. Ok này. Khi mà sấy mọi người sẽ để ý khi khách bị rùng mình hay không, hay là có bị bỏng hay không thì mọi người phải hỏi khách nhé. Phần ở giữa này mình sẽ sấy thẳng lên, hai bên vệ này mình sẽ đánh tạt vào trong nhé, hai bên vệ mái này tạt vào trong. Thế hai bên này mình đánh tạt vào trong này. Thế về bạn nhé, cảm ơn bạn nhé. Ok, như mọi người nhìn nhé, phần mái ở đây mình đã xong rồi. Phần mái ở đây mình ok rồi nhé. Bắt đầu sau khi sấy phần mái xong, mọi người bắt đầu sấy cho mình phần này, phần là xong. Ok, phần sau này xong rồi đúng không ạ? Bắt đầu sẽ sấy hai bên mai này, hai bên này trước rồi bắt đầu sấy phần giữa. Đi từ trên xuống đấy ạ. Phần này hơi ướt. Đã, đi từ trên này xuống nhá. Lần lượt từng lớp một. Lần lượt từng lớp một. Lần lượt từng lớp một. Tóc này tóc tẩy rồi nên hơi rít tay một chút mọi người ạ. Khi sấy là mọi người dùng cái đầu nược to này để sấy nhá, đừng dùng nược bé này, nó rít quá và đầu bé này, nó rít quá và nó đau đầu khách lắm. Phần này mình đánh tạt vào trong một chút này. Đấy, đánh tạt vào trong một chút này. Tiếp đến mình sẽ sấy phần giữa này nhá. Vào phần này. Cho cao lên một chút. Mặt ở chính giữa cam đấy. Mặt ở chính giữa cam. Mặt cơ mà. Đây mà. Nhìn thấy không? Cái đầu ở ô vuông ở giữa cơ mà. Cái đầu chưa được, vậy thì cao quá, thấp tay xuống, thấp tay xuống. Đưa chú xem. Đây này,
Đừng đừng ấy ở trên này xuống, với đừng đừng chéo dưới này lên. Nào, từ trên xoay xuống nào. Nóng không em? Ừ, nóng bạc nhá. Sợ nhất là nóng mà quay video này giả vờ gồng răng lên. Chịu đựng. Chết. Đấy, hai bên này mình đánh hơi tạt vào trong một chút. Sau khi mình làm nếp bằng bằng con lược bé xong, bắt đầu mình dùng con lược to này mình phá sóng một chút mọi người nhé. Phá sóng ra đi. Làm to sóng ra một chút. Nhìn cho nó tự nhiên cho đẹp. Khi các bạn vuốt ấy, giữ nếp tốt hay không, đẹp hay không ở cái làm sóng. Nên là làm phải thật kỹ vào, từ từ thôi. Làm kỹ càng ngon lành vào. Chứ đừng vội, đừng ẩu. Này, phần mái này lên này. Hai bên này tạt vào này. Cho nở sóng ra này. Rồi bên này này. Tạt vào này. Ok chưa? Bắt đầu nhé. Mình sẽ vuốt sẵn sát. Mình sẽ dùng sáp của Jojo mọi người nhé. Màu xám. Em sáp này thì là 300 một em nhé. Với trọng lượng là 35 gram. Mưu gram bằng nhau nhỉ. Đúng tiếng. Khi mà lấy sáp ra nhé. Mọi người đây. Mọi người sẽ dùng cái móng tay này này. Mọi người dùng móng tay nhé. Mọi người bẩy lên. Dùng móng tay bẩy lên. Ok, vuốt đều sáp ra tay. Cô vỗ các kiểu. Có gì mà cười ông Tiến này. Vỗ đét đét như kiểu vỗ mông nhá. Đét 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 đét. Bẹp 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 bẹp. Ok, bây giờ mình sẽ vuốt ở phần mái này trước nhá. Xoay cao lên. Cao lên này. Bên này vuốt sang này. Dễ lắm, khi các bạn tạo kiểu bằng những cái sản phẩm của bên Jojo này thì cực kỳ đẳng cấp rồi. Từ cái dưỡng tạo phồng này, từ cái sáp này. Mình đang chờ đợi là không biết cái bọn Jojo này, hãng Jojo này nó có ra cái sản phẩm gôm không. Tại vì bây giờ một con sáp tốt như này mà dùng một con gôm ấy, gôm tàu mình không thích thế nào. Nó làm mất cái chất giá trị, chất lượng của nó đi. Thì cái tóc này này, mình đã lấy nếp rồi. Nên là cái vuốt sáp này thực ra là nướt qua rồi. Đây, mọi người thấy nó đã gợn rồi. Đúng không? Gợn này. Nếu mà bạn nào thấy cái sóng sánh của nó chỗ nào nó bị bẹp xuống ấy, các bạn có thể dùng con này để gẩy lên nhé. Dùng một cái vật gì đấy, bông ngoài tai hay là cái lấy rãy hay là cái đuôi nược, gảy lên một chút, xếp lại cái sóng một chút cho nó đều. Mày xếp xong rồi. Đây phần mái này mọi người để ý chỗ này hơi tẽ hơi nhiều cho cân đối này nhá. Đã tẽ là cùng tẽ,
thì thực ra xu hướng của bây giờ nó sẽ không không là cái dòng quá mượt nữa đâu nhá. Với những dòng vuốt cơn ây như này thì không quá mượt mà nữa, gợn sóng như này thì rất là đẹp. Còn nếu mà các bạn vuốt format ấy thì phải mượt mà, bóng bẩy thì không nói. Ok, bây giờ mình sẽ quay tay lại tác phẩm của mình nhé.